Chào các bạn, một không gian phòng khách hình vuông tưởng chừng rằng việc kết hợp giữa các đồ dùng nội thất là dễ dàng. Quả đúng như vậy, tuy nó không khó nhưng nó sẽ khó ở trong việc làm sao có thể khiến không gian phòng khách trở nên nổi bật và ấn tượng và có thể thể hiện được hết cá tính của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về hai kiểu kết hợp đồ dùng nội thất dành cho những không gian phòng khách hình vuông rộng và không gian phòng khách hình vuông nhỏ ạ. Hãy đón xem video để chọn cho mình được kiểu kết hợp đồ dùng nội thất phù hợp nhất. Và combo đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là kiểu kết hợp đồ dùng nội thất dành cho những không gian phòng khách hình vuông có diện tích nhỏ. Trung bình một căn phòng khách hình vuông có diện tích nhỏ sẽ có một chiều khoảng từ 3 đến 4 mét, một chiều là 5 mét. Đối với những không gian phòng khách hình vuông như thế này, bạn sẽ cần cân nhắc đến yếu tố về không gian đi lại cũng như tiết kiệm diện tích. Và tất nhiên rồi, một chiếc ghế sofa vuông nhỏ gọn có chiều dài là 2m đến 2m1, chiều rộng là 80 sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn. Với chiếc ghế sofa vuông này thì bạn hãy kê chúng vào sát tường để giúp không gian trở nên rộng rãi hơn, bởi vì bạn sẽ không tốn quá 2m vuông là có thể kê được chúng. Và như mình ở đây thì mình đã chọn một chiếc ghế sofa nghỉ có tông màu sáng. Với tông màu sáng này thì sẽ giúp không gian phòng khách của mình trở nên rộng rãi hơn kích thước vốn có của chúng. Đây cũng là một mẹo nhỏ dành cho bạn nếu như bạn muốn tiết kiệm diện tích. Và một sản phẩm luôn song hành cùng với những chiếc ghế sofa đó chính là một chiếc bàn trà nhỏ xinh, trẻ trung và hiện đại. Như mình thì mình thích sự trẻ trung và mình thích sự đồng điệu với tông màu sàn gỗ của mình. Chính vì vậy mà mình đã một chiếc bàn trà gỗ mặt tròn 3 chân. Với chiếc bàn trà này thì tất nhiên mình sẽ kê cùng với chiếc ghế sofa vuông của mình, trông chúng trở nên đồng điệu hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy rằng phía bên trên của ghế sofa hình như hơi thiếu vắng một cái gì đó. Đúng rồi, đó chính là một bức tranh treo tường. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một bức tranh treo tường 3 tấm, kích thước là 50x70. Với bức tranh treo tường có họa tiết đơn giản như thế này sẽ giúp không gian phòng khách trở nên tinh tế, thanh thoát và bạn sẽ không cảm giác bị rối mắt khi bước vào không gian nhỏ của mình. Trông chúng trở nên có điểm nhấn và nổi bật hơn rồi phải không? Xu hướng sở hữu những không gian phòng khách tiện nghi đang được giới trẻ quan tâm hiện nay. Bạn có muốn vừa thư giãn ở trên ghế sofa, vừa xem những bộ phim dài tập mà mình yêu thích hay không? Nếu có, hãy sử dụng thêm một chiếc kệ tivi. Mình thích sự chắc chắn cũng như đảm bảo lại còn đẹp thì ở đây mình đã sử dụng một chiếc kệ để bàn. Với chiếc kệ để bàn và tất nhiên rồi, mình sẽ kê đối diện với chiếc ghế sofa của mình. Với chiếc kệ này thì sẽ giúp cho mình tạo thêm điểm nhấn cho không gian phòng khách. Đồng thời mình cũng có thể để một vài đồ vật nhỏ ở trên chiếc kệ này. Mình sẽ để một vài bức ảnh này hay một vài nọ hoa nhỏ ở trên kệ tivi để giúp không gian trở nên gọn gàng cũng như sinh động hơn rất là nhiều. Bạn có muốn cùng những người thân của mình thưởng thức những món ăn ngon vào mỗi tối hay những vào dịp cuối tuần không? Nhưng bạn lại không muốn rải chiếu và ngồi ở dưới đất vì đặc biệt là trong những ngày đông lạnh giá. Vậy thì hãy sử dụng ngay đến một bộ bàn ghế ăn. Với bộ bàn ghế ăn 4 chỗ như thế này, mình sẽ kê vào những vị trí còn trống trong không gian phòng khách. Thông thường những không gian phòng khách chung cư sẽ được thiết kế liền cùng với phòng bếp. Và với bộ bàn ghế ăn này thì mình sẽ kê ở khu vực ở dưới phía bếp của mình, đồng nghĩa với việc sẽ cùng hàng với lại bộ ghế sofa của mình. Trông chúng thật là đẹp phải không, lại còn rất phù hợp nữa. Một không gian phòng khách có diện tích trung bình khoảng 15m2 đã được mình bài trí như thế này rồi. Nó khá là gọn gàng và ngăn nắp, và thậm chí bạn còn không tin được rằng đây là không gian phòng khách có diện tích là 15m2. Và nếu như mà bạn muốn tham khảo thêm một số các kiểu combo nội thất như thế này tại hình ảnh thực tế hoặc cạnh bản vẽ thiết kế của chúng tôi thì mình sẽ giới thiệu ngay dưới đây. Hãy cùng mình đi tìm hiểu về các kiểu thiết kế như thế này được đặt tại những không gian nội thất khác nhau nhé. Đi thôi. Thank you.
Và combo thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là combo dành cho những không gian phòng khách hình vuông có diện tích rộng trung bình khoảng từ 20 đến 30 mét vuông. Đối với những không gian phòng khách này thì bạn sẽ không phải lo lắng trong việc diện tích nữa. Tuy nhiên có một vấn đề đặt ra, đó chính là về sự trẻ trung, sang trọng, hiện đại. Đây là một trong những yếu tố được rất nhiều khách hàng quan tâm. Và để có thể tạo nên được sự sang trọng cũng như hiện đại cho những không gian phòng khách thì sự lựa chọn đầu tiên mà Amia muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là một chiếc ghế sofa hình chữ L. Với chiếc ghế sofa hình chữ L này, mình có thể kê được vào sát tường hoặc những vị trí có góc cạnh và có thể tận dụng được diện tích, có nhiều không gian để cả nhà có thể sinh hoạt hơn. Nhưng nếu như mà mình muốn thể hiện được sự sang trọng cũng như cá tính đặc biệt của mình thì hãy kê chiếc ghế sofa này ở vị trí giữa phòng. Với vị trí này sẽ giúp không bạn thể hiện được cái tôi cũng như là cá tính đặc biệt trong phong cách thiết kế nội thất của mình. Và nhưng mình có một lưu ý nhỏ dành cho bạn là nếu như mà bạn kê chiếc ghế sofa hình chữ L ở vị trí giữa phòng thì bạn hãy chọn những bộ ghế sofa thứ nhất có phần lưng tựa thẳng hoặc những bộ ghế sofa có gật gù thì phần gật gù của chúng nên được che phần sát của chúng đi thì sẽ giúp không gian phòng khách trở nên tinh tế hơn rất là nhiều. Và một chiếc bàn trà hình chữ nhật có chiều dài là 1m2, chiều rộng là 80 sẽ không thể thiếu khi mà bạn sử dụng cùng với chiếc ghế sofa chữ L được. Tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn hay cũng như là diện tích của căn hộ thì bạn có thể đặt làm những chiếc ghế sofa chữ L có kích thước khác nhau. Ví dụ là một chiếc ghế sofa chữ L 2m6, 1m7 hoặc to hơn sẽ là 3m2 như 1m8 chẳng hạn, đều rất là phù hợp. Bạn có muốn cùng những người thân và gia đình của mình xem những bộ phim dài tập mà mình yêu thích và thư giãn vào buổi tối hay dịp cuối tuần? Nếu có thì hãy kê một chiếc tivi đối diện với chiếc ghế sofa. Và không thể thiếu đó chính là một chiếc kệ tivi. Với chiếc kệ tivi này sẽ giúp bạn tô điểm hơn trong không gian phòng khách của mình. Nó quả thực rất đẹp phải không? Hay trong phòng khách của bạn nếu có một vài vị trí trống thì bạn có thể sử dụng thêm một vài bức tranh, ví dụ như là tranh sơn thủy hữu tinh hay cửu ngũ quần hộ và rất nhiều các loại tranh khác của Amia. Bạn nghĩ sao về việc kê một bộ bàn ghế ăn nhỉ? Một bộ bàn ghế ăn sẽ được kê vào vị trí nào đối với những không gian phòng khách rộng? Rất dễ, bạn hãy lựa chọn xem rằng vị trí của bạn, ví dụ như những vị trí mà có liền cùng với lại cả khu bếp của mình thì một bộ bàn ghế ăn sẽ rất là thích hợp. Ví dụ như đối với không gian nội thất này thì mình sẽ lựa chọn đó là ở phía trên của tivi, nó sẽ khá phù hợp để mình có thể kê được một bộ bàn ghế ăn ở đó. Bạn thấy nghĩ sao về combo này? Mình rất thích chúng. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn về những combo nội thất dành cho những không gian phòng khách hình vuông có diện tích trung bình khoảng từ 20 đến 30 mét vuông. Hãy cùng mình đi tìm hiểu tiếp thôi. Trên đây, mình đã chia sẻ về hai kiểu kết hợp đồ dùng nội thất dành cho không gian phòng khách hình vuông có diện tích rộng và hình vuông có diện tích nhỏ. Và nếu như mà bạn thấy thích combo nào trong những combo mà mình vừa giới thiệu ở trên thì hãy chụp ảnh lại màn hình và gửi qua hotline có số Zalo theo số điện thoại ở phía bên tay trái của màn hình quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bạn free. Và nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa dành cho bạn thì hãy like và đăng ký kênh của em nha, để đón xem được nhiều video bổ ích giống như video này, những video liên quan đến nội thất và những mẹo vặt trong cuộc sống.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.